Một nam sinh ở huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, sáng nay đã ngủ quên, giám thị phát hiện vắng đã nhờ lực lượng tiếp sức mùa thi cùng công an địa phương tới nhà gọi dậy, chờ đến điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông kịp giờ. Sự việc xảy ra tại điểm thi trường trung học phổ thông Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Nam sinh may mắn trên là Lê Hồng Sơn, học sinh lớp 12A1 của trường trung học phổ thông Cẩm Mỹ. Theo giám thị, vào sáng nay, sau khi điểm danh thí sinh vào phòng thi 15 mà vẫn chưa thấy em Lê Hồng Sơn có mặt, giám thị đã nhờ đội tiếp sức mùa thi và công an xã Nhân Nghĩa trợ giúp. Nhận được thông tin, các thành viên đội tiếp sức mùa thi thuộc huyện đoàn Cẩm Mỹ cùng cán bộ công an xã Nhân Nghĩa đã tìm đến nhà em Sơn ở xã Nhân Nghĩa cách điểm thi khoảng 4 km. Tới nơi phát hiện em Sơn vẫn đang nằm ngủ, mọi người vội gọi em dậy và sau đó chờ đến điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông kịp giờ thi theo quy định.